Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là chủ nhật. Giờ thì tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, giờ này là 11 giờ trưa ngày chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm Tân Sửu, nhằm ngày 23 tháng 5 năm 2021. Trong những ngày này thì tất cả những người con Phật khắp nơi trên thế giới đều hân hoan để đón mừng ngày lễ Đản sinh, hay nói khác hơn là ngày lễ ra đời của một vị Phật lịch sử. Thì vào mấy hôm nay chúng tôi thân tứ đại nó theo cái quy luật của âm dương bất hòa, bởi vì thời tiết nóng lạnh thất thường nên chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng vì cái giọng nó bị khàn, bị ho, nên là chúng tôi có nghỉ mấy hôm buổi giảng, và hôm nay cũng cố gắng nói vài lời về cảm niệm ngày Đức Phật Đản sinh. Phật đây là Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni ra đời. Sáng nay tôi có viết cái bài cảm niệm về ngày ra đời của một vị Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Trong những ngày trăng tròn của tháng tư âm, của tháng năm dương, Phật giáo đồ khắp năm châu đều kính nhớ ngài, một vị Phật lịch sử ra đời. Nguyên sơ là một hoàng thái tử ở nước Ca Tỳ La Vệ, một con người như bao nhiêu con người có mặt trên hành tinh. Nhưng có điều vĩ đại hơn là người này lớn lên, tự ý thức được và chinh phục được những vọng chấp mê lầm, nhận ra sự thật của cuộc đời và con người. Chính sự nhận thức ấy đã trở thành bậc giác ngộ hoàn toàn và vượt thoát mọi phiền lụy khổ đau. 80 năm hiện hữu trong thế giới nhân loại, 45 năm chuyển vận chánh pháp, giúp cho biết bao người vượt thoát trầm luân. Vốn rất lâu, con người vùi lấp trong vô minh của tham vọng, luyến ái và sân hận. Tự con người lấy sợi dây chuỗi của triền sử cột trói mình. Kể từ khi Phật ra đời, chỉ dẫn cho chúng sanh từng bước cởi trói sợi dây thắt chặt và truyền thừa các vị tổ sư 25 thế kỷ qua. Kính bạch Thức Thế Tôn, vị thầy sáng soi trong tâm thức của chúng con, có những lúc trong lòng con gom về năng lượng của đại bi và bình đẳng, con cảm nhận rất rõ về ngài, một vị đáng kính trọng và tha thứ bao lỗi lầm vụng dại của chúng con. Chúng con đã hướng dẫn Thế Tôn đã hướng dẫn cho chúng con từng hơi thở quán chiếu an lạc trên mọi nẻo đường. Đức Thế Tôn, ngài cũng là chúng con và chúng con cũng như ngài. Nhưng chúng con còn rong chơi trong ba cõi hư mục này, trong nhà lửa thiêu đốt này, và rồi chúng con là kẻ cùng tử lang thang, bỏ cha xa quê hơn 50 năm rày đấy mai đó. Lần về bổn quốc cũng chưa nhận ra được xứ sở quê hương. Khép cho mấy cửa lại. Chúng con bị lãng quên nên phải làm kẻ nghèo hèn, van xin chút lợi danh tình cảm của trần thế, ham hố chút phù phiếm
vật chất, bạc tiền mà lầm lỗi mịt mờ. Thưa đại chúng, cái đoạn văn này chúng tôi muốn nói lên rằng Đức Phật lịch sử, cái sự ra đời của Ngài là một con người trong thế giới loài người. Ngài ra đời cũng như bao nhiêu con người vậy. Nhưng mà Ngài, cái ý thức của Ngài khi Ngài lớn lên, Ngài có một cái ý thức rằng tại sao con người phải chịu những sự thống khổ, tại sao con người phải chịu sự đọa đày, và tại sao con người phải lệ thuộc một đấng sáng tạo, một đấng thần linh. Cho nên Ngài quyết chí, Ngài đi tìm ra cái sự thật đó. Cái sự sổ não, cái sự xuất thế của một vị hoàng thái tử tại nước Ca Tỳ La Vệ thời bấy giờ, một cái xã hội đè nặng bởi bốn giai cấp: kỳ thị, khinh trọng, một xã hội mà thế giới loài người không được bình đẳng. Cho nên ta thấy cái điều trước tiên là với cái nhìn của Đức Phật lịch sử và cái sự mong muốn của Ngài làm sao cho nhân loại này được sống trong bình đẳng. Thế giới loài người này được bình đẳng bởi vì tất cả nhân loại này ai cũng có cái nỗi khổ, nỗi đau, và đã từng đè nặng bao nhiêu kiếp tử sanh. Và Ngài cũng như nhân loại, Ngài cũng như mọi người vậy. Nếu như Ngài không khám phá ra, Ngài không tìm ra được cái sự thật đó, thì Ngài cũng tiếp tục như bao nhiêu người khác, cũng lẩn quẩn loanh quanh trong dòng tình tiền danh lợi, cũng lẩn quẩn loanh quanh trong tham sân si, mạn nghi ác kiến đó, mà rồi cũng cứ hết cái cuộc đời này tới đời khác vẫn là khổ đau, vẫn là chấp chặt, vẫn là luân hồi trong cái kiếp tử sinh. Cho nên Ngài quyết chí đi tìm cái sự thật. Sự thật bởi vì bây giờ Bà La Môn giáo họ tuyên thuyết một cái đạo rằng có một đấng sáng tạo, một đấng thần linh ban ơn, giáng phước. Nếu ai tin tưởng đấng sáng tạo, đấng thần linh ấy một cách tuyệt đối thì sẽ được ban ơn. Còn giá như ai không tin tưởng sẽ bị đọa đày. Cho nên với cái nhìn của một con người hiểu biết, gọi là một con người có cái tuệ tri hơn những con người lầm tưởng, những con người cuồng tín, thì cái nhìn của Thái tử không chấp nhận điều đó. Người tìm cho ra cái đấng đó là ai, nhưng mà thật ra cuối cùng thì Đức Thái tử Tất Đạt Đa, hay nó khác hơn là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã hiểu chỉ có nghiệp, nhân quả luân hồi làm cho con người khổ đau trong trần thế này, và cũng chỉ có nghiệp nhân quả đó mà chuyển cho con người trở thành an lạc và giải thoát trong cuộc đời này mà thôi, chứ không có đấng tạo hóa nào, đấng sáng tạo nào hết. Và chỉ có con người mới làm cho con người khổ đau, chỉ có con người mới đè nặng cái giai cấp con người, mới kỳ thị cái số phận con người. Cho nên Ngài kêu gọi, cái thông điệp của Ngài là kêu gọi hòa bình, để làm sao con người không có kỳ thị, không có khổ đau. Cho nên trước khi Ngài thành Phật, Ngài đã tuyên thuyết một điều rằng không có giai cấp nào hết, không có hận thù nào hết, khi tất cả nhân loại đều có chung dòng máu đỏ và nước mắt của nhân loại đều có cùng một vị mặn. Đó là vị Phật lịch sử của chúng ta. Như vậy thì thưa đại chúng, ngót 25 năm thế kỷ qua, ta nhớ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ hiện hữu trên trần thế này 80 năm và 40 năm, 45 năm Ngài chuyển vận bánh xe Pháp
giúp cho bao người, nhiêu người vượt thoát cái trầm luân. Vốn rất lâu con người bị vùi lấp trong vô minh của tham vọng, luyến ái và sân hận. Con người sống trong vô minh, trong tham vọng, trong luyến ái và trong sân hận. Tự con người lấy sợi dây của tiền sử mà tự trói buộc mình. Con người sống trong tham vọng, luyến ái và sân hận, lấy cái sợi dây tiền sử mà trói buộc mình. Sử đây là nó hành xử, nó sai xử gồm có 10 cái thứ mà nó hoành hành, nó sai xử kiếp con người, đó là tham sân si mạn nghi, thân kiên, biên kiên, tà kiên, kiên thủ và giới cấm thủ. Mình tự lấy sợi dây đó mình chuộc cuộc mình. Cho nên các vị nhớ Đức Thế Tôn thương chúng ta, Đức Thế Tôn dạy chúng ta hãy quán chiếu từng hơi thở, quán chiếu từng hơi thở ra, hơi thở vào, để thấy được cái mạng sống của chúng ta trên từng hơi thở, để chúng ta bớt đi những cái sự tham lam, sân hận, si mê, nghi ngờ, ngã mạn. Chúng ta đừng thấy cái thân này nó là thiệt, và đừng cũng nghĩ rằng một khi mất cái thân này nó là hết. Thân kiến biến kiến. Và đừng có mê tín dị đoan, quan đường, quyển hoặc bởi nương một cái thế giới nào bên ngoài, một đấng, một đức nào, một thần thánh nào bên ngoài gọi là tà kiến. Đừng có thấy rằng cái thấy của mình là đúng, kiến thủ kiến. Và đừng chấp chặt một quy điều, một cái luật định nào mà của một đấng đức nào mà ban xuống bắt chúng ta phải như vậy. Chỉ có con người mới quyết định số phận của con người. Chỉ có nhân quả thiện ác, nghiệp báo luân hồi mới quyết định số phận con người. Cho nên các vị thử khi nào các vị ngồi lắng động thân tâm, quý vị thực tập theo lời dạy Đức Thế Tôn, quán trên từng hơi thở, quý vị mới thấy cái lòng đại bi rộng mở, cái tâm bình đẳng, vị tha nó lớn mạnh. Thì lúc đó các vị cảm nhận được giữa mình và Phật không hề cách xa nhau. Cho nên tỉnh thức là Phật, mà mê lầm là ta, là chúng sanh, vậy thôi. Cho nên có những lúc trong lòng con gom về năng lượng đại bi và bình đẳng. Lúc đó, Đức Thế Tôn là vị thầy soi sáng tâm thức của con. Con cảm nhận rất rõ về Ngài, một vị đáng kính trọng và tha thứ bao lỗi lầm vụng vại của chúng con. Thế Tôn đã hướng dẫn chúng con từng hơi thở quán chiếu an lạc trên mọi nẻo đường. Mà vì mình quên đánh mất Đức Thế Tôn trong lòng mình. Cho nên mỗi bước chân đi của mình khập khiễng, mỗi bước chân đi của mình lo toan, mỗi bước chân đi của mình sợ hãi. Chỉ có Đức Thế Tôn trong lòng mình, có sự tỉnh thức trong lòng mình,
thì chúng ta không có gì mà phải lo toan với sợ hãi. Đức Thế Tôn, Ngài cũng là chúng con và chúng con cũng là Ngài. Nhưng chúng con còn rong chơi trong ba cõi hư mục này, trong nhà lửa thiêu đốt này. Và rồi, chúng con là kẻ cùng tử lang thang, bỏ cha xa quê hương, 50 năm rày đấy mai đó mới lần trở về bổn quốc, cũng chưa nhận được xứ sở quê hương. Cái chỗ này để chúng ta nói lên cái bậc đạo sư, một bậc đàn anh đã thay mặt cho chúng ta đã trình bày cái kiến giải này là Đức Thế Tôn. Đó là Tôn giả Xá Lợi Phất, đó là Tôn giả Mục Kiền Liên, đó là Tôn giả Tu Bồ Đề, đó là Tôn giả Ca Chiên Viên. Những bậc A-la-hán thời bây giờ đã thay mặt cho tất cả chúng ta trình lên Đức Thế Tôn rồi. Chúng con là những gã cùng tử lang thang, bỏ cha, bỏ nhà, 50 năm rày đây mai đó. Ta là gã cùng tử lang thang 50 năm. Bỏ quê hương, bỏ cha, rày đây mai đó. Tình cờ trở về bổn quốc, mà không nhận ra. Thưa quý vị, con số 50 năm là nửa đời người. Nếu như xét rằng một đời người là 100 năm, 50 năm mình là đứa trẻ thơ lạc lòi, mình chạy theo kiếp trần gió bụi, bởi tài sắc danh thực thùy mà mình đánh mất cái quê hương, cái nỗi lòng, cái cõi lòng thanh tịnh trống vắng của mình, mà mình chạy theo những cái ồn náo, những cái tụ lạc, những cái trần gian màu sắc này, mình cho nó là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự sao sao cái ánh hào quang chớp nhoáng hạnh phúc kia, đó là nỗi đau khổ ê chề. Bởi vì trần đời này có màu sắc nào, rực rỡ nào mà nó tồn tại mãi ở đâu? Thông thường vì chúng ta vô minh, chúng ta cứ ngỡ rằng những cái chúng ta nắm được trong tầm tay, hay những cái ta đang đeo đuổi, đó là những cái hạnh phúc. Bởi vì chúng ta chưa được thì chúng ta thấy nó là hạnh phúc. Nhưng được rồi, thật sự nó không có gì gọi là hạnh phúc cả, mà có khi nó gắn liền với cái nỗi chán chường hoặc là nỗi lo sợ mất mát. Vậy mà chúng ta cứ mãi dông ruổi chạy theo 50 năm là một gã ăn mày ăn xin cùng tử lang thang, cho tới khi được trôi dạt trở về bổn quốc mà không nhận ra quê hương xứ sở của chính mình. Cũng như có những người chúng ta đã trở về với đạo Phật, trở về Đức Phật, trở về với ba ngôi tam bảo mà chúng ta không tiếp nhận, chúng ta không thừa nương, chúng ta không thụ hưởng được cái hạnh phúc khi chúng ta biết quay đầu. Mà có khi chúng ta trở về với ngôi nhà tam bảo rồi chúng ta lại tiếp tục
lấy cái tam bảo của thế gian này làm cái trò để chúng ta cứ tiếp tục trong cái dòng danh lợi lẫn quẩn. Cho nên 50 năm tình cờ trở về bổn quốc, thì ông trưởng giả ở trong nhà nhìn ra biết cái thằng lang thang ăn mày đó là con mình, cho gia nhân ra kéo nó vào. Nhưng mà khi kéo vào thì anh cùng tử này, anh quản hồn, anh tưởng nó đã lạc tới cái chỗ cấm địa, lạc tới cái vùng cấm của vua, của quan. Anh ta quản hồn ngã xỉu. Thế thì vị trưởng giả biết đây đứa con này nó chưa có chí khí, nó chưa có phải là đấng trượng phu. Bởi vì nếu chí khí, nếu là trượng phu thì phải lấp trời giá bể chứ, nào nó chưa phải là kẻ ăn cắp, nó mới là kẻ đi ăn xin ăn mài thôi, nó đâu phải là kẻ ăn cắp ăn trộm. Mà khi mới vừa tới một cái cảnh sang trọng như vậy thì nó sợ tội lỗi rồi, thì nó đã sợ tội lỗi thì làm sao nó đủ nghị lực để nó vươn lên. Cho nên ông cha bảo gia nhân rằng, ông trưởng giả bảo gia nhân là thôi tạt nước cho nó tỉnh dậy rồi nó đi đâu cho nó đi, mặc tình đi. Tên gia nhân mới lấy nước tạt cho cái anh cùng tử tỉnh dậy, rồi phóng thích cho anh muốn đi đâu đi mặc tình đó. Cho nên tôi mới biết cái câu đó, tôi mới biết bạch Đức Thế Tôn, ngài cũng là chúng con, chúng con cũng như ngài, nhưng chúng con còn rong chơi ba cõi hư mục này, trong nhà lửa thiêu đốt này, và rồi chúng con là kẻ cùng tử lang thang, bỏ cha xa quê hơn 50 năm rài đấy mai đó, lần về bổn quốc cũng chưa nhận ra được xứ sở quê hương. Chúng con bị lãng quên nên phải làm kẻ nghèo hèn, van xin chút lợi danh tình cảm của trần thế, ham hố phù phiếm vật chất bạc tiền mà lầm lũi mịt mờ. Chúng con bị lãng quên, bị lãng quên cho nên làm thân phận nghèo hèn, ngửa tay mà van xin chút tình cảm lợi danh của trần thế. Đây là chúng tôi muốn nói lên nỗi lòng của chính mình cũng như vậy. Đức Thế Tôn có một gia tài vô giá của bậc thánh, mà gia tài vô giá đó đòi hỏi con người mà tiếp nhận được cái gia tài vô giá đó là con người không tham, con người không sân, con người không si mê, con người không nghi ngờ, con người không ngã mạn, thì con người đó mới tiếp nhận được cái gia tài vô sản của Đức Thế Tôn. Còn nếu con người mà còn đầy dẫy những tham lam, những sân hận, những si mê, những nghi ngờ, những ngã mạn, thì con người đó không có thừa hưởng một chút gì của Đức Thế Tôn cả. Và con người đó phải là con người biết thiểu dục, biết tri túc, gọi là biết an bằng thủ đạo. Còn nếu như mà lấy cái chuyện trần gian này mà tiền bạc vật chất tình tiền danh lợi vọng để rồi đánh đổi thì so lại thì không thể thừa hưởng được cái gia tài vô sản của Đức Thế Tôn. Vật chất trần gian không thể đánh đổi được cái giá trị tinh thần vô vô giá của Đức Thế Tôn. Cho nên thưa đại chúng, tôi biết đây là bằng bằng cái nỗi lòng chân thật. Nhiều khi chúng tôi cũng cũng yếu hèn, cũng ngửa tay van xin vật chất tình cảm của các vị. Đó là một sự yếu hèn. Nhưng tại vì chúng tôi đang sống trong cuộc đời này, nó đang một cái về cái mặt tương đối của một cái xã hội cận đại, hiện đại. Nhưng mà vô tình như vậy đó, chúng tôi chạy theo những cái hiện đại, những cái cận đại, và chúng tôi xa rời
cái chất chân thật của Đức Thế Tôn đã dạy cho chính mình. Vì một chút lợi danh nào đó mà chúng tôi phải cúi đầu trước cái giả pháp, trước cái tình cảm của giữa con người với con người, nhận đi những cái sự thương hại, nhận những cái manh quần tấm áo, những cái đồng tiền bát gạo bằng sự thương hại của tín đồ, mà quên đi cái gia sản vô giá của Đức Thế Tôn. Đó là cái tuệ trí, cái thường biết, cái sáng soi. Cho nên vì đó là một lời cảm nhận chân thành của chúng tôi đối với những ngày trăng tròn tháng tư này. Chúng con bị lãng quên nên phải làm kẻ nghèo hèn, van xin chút lợi danh tình cảm của trần thế, ham hố chút phù phiếm vật chất bạc tiền mà lầm lũi mịt mờ. Mịt mờ. Cái lối đi nó mịt mờ như sương phủ, lãng quạng chạy trên con đường xa lộ, gọi là hoạn lộ. Bởi thiếu nhân lành thải điều sa đọa, tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ái si mê cho nên tù trong lục đạo, trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Ngày Phật Đản năm nay là một phần tư thế kỷ, con được dự phần vào hàng Thích Tử và sứ mệnh truyền giáo Như Lai. Vì ngày tôi bắt đầu đi giảng vào năm 1996, sau khi Thọ Giới Tỳ Kheo làm thầy một năm đã bắt đầu thực tập đi giảng. Tính con người mà được dự vào hàng Thích Tử là tính từ ngày được đăng đàn thọ cụ túc giới là bậc Tỳ Kheo. Mặc dầu 25 năm qua con có cố gắng, nhưng trong tâm thức của con lắm lúc còn đè nặng bởi thị phi nhân ngã, còn bị chi phối rất nhiều trong vọng huyễn tiếng kèn khen chê phải quay. 25 năm, một phần tư thế kỷ, nó không phải là dài mà nó cũng không phải là ngắn với một đời tu sĩ. Nhưng mà thật chất á, dầu có nói được chánh pháp của Như Lai, dầu có ăn có học có được các thầy lớn giáo dưỡng, nhưng mà chỉ là đi nói lại, đi tuyên thuyết lại. Giống như mình nói, xin lỗi danh từ người đời ta gọi là con két nhái ông chủ nhà, hay là con bò ăn cỏ trơn nằm nhai lại mà thôi. Chứ thật sự khi đụng việc vẫn còn bị tiếng thị phi nhân ngã vẫn còn chi phối trong cái phải quấy hơn thua, vẫn còn chi phối trong cái diện gọi là huyễn vọng khèn. Cho nên cái chuyện tu là một chuyện, chuyện đi thuyết pháp là một chuyện, còn cái chuyện thực tập lại là một chuyện. Chuyện mà mình có đời sống an lạc thật thụ, đó là một chuyện quan trọng trong bước đường tu của hành giả. Còn chuyện học pháp nói lại là cái chuyện cũng rất là cần, nhưng mà đó lại là một việc chưa phải là tối ưu quan trọng. Cho nên tôi mới tự nhận mình 25 năm qua mình vẫn có cái tấm lòng đối với đạo, vẫn có cái lý tưởng, nhưng mà thật sự ra mình còn đè nặng bởi thị phi nhân ngã, còn bị chi phối rất nhiều trong vọng huyễn tiếng kèn khen chê phải quấy. Hồng ân của Tam Bảo đã xót thương, ân đức của chánh giáo chánh pháp đã giúp con đứng lên bao lần gục ngã. Con vui là tự mình té đất thì chổi đất đứng dậy, đạp gai thì tự lấy gai lễ, do vì con cảm nhận rằng phía trước con là ánh sáng từ bi và trí tuệ, là chư Phật và Bồ Tát Thánh Hiền.
Cái điều này tôi có những lần làm được điều đó và tôi xin chia sẻ cho đại chúng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà nó có những cái khúc quanh. Dĩ nhiên cuộc đời bằng phẳng cả thì không tạo nên được anh hùng. Mà những khúc quanh đó mà chúng ta vượt qua, gọi là cố ra sức chống chèo cho qua cơn biển động, qua cơn biển động bùm nông, thì thuyền ta mới về một chân trời mới lạ. Đời người trong bước đường tu, một kiếp con người không ai không tránh khỏi những khúc quanh. Nhưng mà những khúc quanh của ta, ta phải chổi đất đứng dậy, đạp gai thì lấy gai lễ. Và chúng ta cũng đừng đừng mặc cảm, đừng tự ti. Bởi vì cuộc đời không không có cái lá nào mà không có cái ánh nắng rọi vào mà cái chiếc lá đó sống nổi. Và trên thân thể của kiếp con người không ai không có thẹo bao giờ. Cũng như cái sự lầm lỗi của kiếp con người không ai không có sai lầm. Nhưng mà nếu cái sai lầm mà không đáng thì chúng ta không có cái chuyện gì phải mặc cảm và tự ti, mà chúng ta phải tự vươn lên. Bởi vì phía trước chúng ta còn có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền. Còn chúng ta cứ mãi nhìn xung quanh ta, chúng ta cứ mãi nhìn phía sau, có nghĩa là chúng ta nhìn nhìn những cái phải quấy hơn thua thị phi nhân ngã thì chúng ta không không vươn lên được. Chúng ta phải tin rằng ở phía trước, mà người đời họ còn nói là qua cơn mưa trời lại sáng, hết cơn bị cực tới hồi thới lai. Đó là cái chuyện thế gian họ đã đặt ra như vậy, còn chuyện đạo của chúng ta lại là gì? Chúng ta gọi là hồi đầu thiện ngàn. Phía trước chúng ta có ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Còn nếu chúng ta cứ sống ở trong trần thế này thì cái cuộc trần thế này nó không chấp nhận ta đâu. Bởi vì người trần thế đâu đủ cái năng lực từ bi như chư Phật, đâu đủ trí tuệ như chư Phật, chư Bồ Tát. Vì họ thiếu cái chất từ bi không đầy đủ, cho nên họ nhìn cái lỗi sai lầm, cái phải quấy của người. Còn với chư Phật, chư Bồ Tát, đâu bao giờ họ đem rác vào nhà, mà luôn luôn có từ bi và trí tuệ. Chư Phật, Bồ Tát với Thánh Hiền. Nhân dịp này con cũng không quên chư Phật Thế Tôn đã ban cho con một số quyến thuộc thiện hữu tri thức, những người có khả năng cảm thông và hiểu biết để lo lắng và động viên con sứ mệnh hoằng pháp Như Lai. Đây là những vị Bồ Tát xuất hiện giữa đời thường, cách này cách khác, thủ đủ vai tuồng để con nhận ra ý thức đời mình. Tuy nhiên thì như tôi cũng thưa quý vị, sống cuộc đời Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải tri ân và báo ân. Thượng là kính trọng ba ngôi Tam Bảo, mười phương chư Như Lai, chư Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta gần gũi, sống gần gũi đây là sống với những vị Bồ Tát giữa đời thường. Hay nói khác hơn rằng chúng ta đang sống trong thế giới chúng sanh. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng thế giới chúng sanh này chỉ có ác không thôi, mà có những vị Bồ Tát hy hiến cho ta, âm thầm, cảm thông, chấp nhận, động viên ta. Đây là sự thật mà tôi đã được tiếp nhận. Tôi gọi là quyến thuộc. Nếu như tôi không có quyến thuộc thì tôi cũng còn yếu ớt lắm. Tôi cũng không đủ sức can đảm đâu. Dù phía trước chúng tôi, cái tâm tưởng chúng tôi nghĩ rằng phía trước mình có từ bi và trí tuệ, có Bồ Tát và Thánh Hiền, có chư Phật đang đón, đang chờ. Nhưng cái vững bước cho chúng tôi đây là các quyến thuộc. Vì vậy nhân ngày Phật đản này chúng tôi cũng có một lần nữa gửi lời chúc lành, tri ân đến các quyến thuộc. Các vị đã từng sánh bước với tôi trong những năm, mấy mươi năm qua có,
Những vị đã không còn có mặt trên cuộc đời này có, những vị còn có mặt trên cuộc đời này có, và những vị đã mới vừa biết chúng tôi 1-2 năm qua có, 1-2 tháng rài có, những người đã nghe pháp chúng tôi, đã động viên chúng tôi, đã ít nhiều vật chất cũng như tinh thần. Cho nên cái tấm lòng của các vị dầu thuận duyên nghịch duyên gì cũng đã hy hiến để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi thấy những người mà còn đầy dẫy những khó khăn thì chúng tôi nghĩ rằng mình may mắn hơn người. Chúng tôi thấy những người bệnh tật đau khổ thì chúng tôi mới thấy rằng mình may mắn hơn nhiều. Chúng tôi mới thấy những người còn bị trong đêm dài tăm tối mịt mờ của sự trói buộc kìm hãm, chúng tôi mới thấy rằng mình may mắn hơn nhiều. So lại với mười phương chư Như Lai, chư Bồ Tát, chúng tôi mới thấy rằng mình cần phải tiếp tục cái con đường tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Kính lễ Đức Cha Lành, bậc thầy của trời người Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái bài cảm niệm sự ra đời của một vị Phật lịch sử. Vào mấy hôm nay thân tứ đại chúng tôi nó bất an, nhưng mà sáng nay cũng cố gắng viết bài này. Hôm nay là nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch, gửi đến cho toàn thể chư quyến thuộc, chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức xa gần. Và kính chúc quý vị mùa Phật đản được tắm mình trong ánh hào quang của chư Phật. Những ai còn đầy dẫy những sự muộn phiền, lo toan, bất an, sầu khổ, cũng nguyện cầu mười phương chư Như Lai, chư Thế Tôn, chư Bồ Tát trong mười phương ba đời gia hộ độ trì cho quý vị, được gội nhuần mưa pháp, được tiêu trừ nghiệp chướng, nguyện cầu cho thế giới hòa bình và chúng sanh được qua cái ách nạn của bệnh dịch COVID này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Phật tác. Nay nói ít trong nói nhiều.